Sophie. Hôm Depot có bán chanh dây nha mọi người. 25 đồng một chậu chanh dây. Không biết mà trái nó màu gì thôi. 25 đồng cho chậu xương ra cái gì à, mà thanh long luôn. Có bán chuối luôn. Một cây chuối ở đây là giá nhiêu ta? 35 đồng cho một cây chuối. Ổi 35 đồng một cây. Cái thân của nó mọi người bằng cái ngón tay của mình. Cái cây này là không biết bông, em không biết tên. Nè, nó có tên nè. 17 đồng một chậu. Ở Florida này mùa này nhiều lắm. Người ta làm thành hàng rào á, nó ra là bông không thấy lá luôn. Hai chục đồng. Yeah, hai mẹ coi mua cây này nó bán 17 đồng một chậu. Mua năm sau trồng nó sẽ rực nguyên cái nhà luôn. Hôm đi vô bán chuối quá trời. 91 đồng một cây luôn. Cam. Chanh vàng. Một chậu 20. Giờ hai mẹ con em đi qua đây mua phân với mua đất về bỏ vô mấy cái cây xoài với nhãn. Còn phía bên đây là bán dành cho mình ấy xuống đất tốt cho rễ, tạo tạo trái, phân bón tốt cho cây. Đây là tất cả các loại phân organic. Chỗ này thì bán dụng cụ làm vườn. Home Depot là cái chỗ mà người ta bán về đồ làm vườn, phân bón với đồ sửa nhà thì bên trong. Dụng cụ sửa nhà mọi người. Ủa khóm có trái luôn kìa. Yeah, pháp bồ nhiêu hả ta? Quả nó có trái luôn Aiden. Rồi anh nhỏ mới đi một chút mệt rồi. Giờ qua đây coi bán hạt giống. 4 đồng cho hạt giống. Từ 4 đồng tới 7 đồng luôn. Có bán dâu. Dâu này cắt tanh á, người ta ôm lên rồi sung nữa. Đầy đủ hạt giống trong đây luôn mọi người. Đậu đũa, đậu que, dê leo, hành ngò có đủ luôn. Đậu bắp. Ba đồng một bịch hạt đậu bắp. Như đây là 3 đồng. Ôi, đậu bắp gì mà bán quá trời lội luôn. Đồng mấy, 2 đồng, 3 đồng cũng có.
Qua bên đây là khu vực bán đồ sửa nhà, làm nhà. Giờ hai mẹ con em đi mua than dễ về nướng nướng sườn để lát chiều ăn cơm. Ơi, lâu lâu nhờ nhờ anh ba một lần, mà anh ba đi exercise đi cho giảm cân mà anh ba đổ mồ hôi luôn. May là chợ Florida tháng này nó chưa vô mùa nóng, vẫn còn mát mát mà anh đi anh đổ mồ hôi. Bên đây xương rồng đẹp quá mọi người, ai mà khéo tay trồng xương rồng nó lên đẹp. Để xương rồng nhìn cái hình nó như bông sen à. Phía bên đó là người ta bán đá, bán đồ để tấn hàng rào, tấn làm chậu bông, với bán mấy cái loại, mấy cái cây mà người ta đã trồng lên rồi mọi người. Mình về mình chỉ cần ghim xuống thôi à. Có rau mùi, rau ngò, cà chua, hành tây, dưa leo người ta ấy lên sẵn thì ta bán 5-6 đồng một chậu. Không biết nó có đậu bắp không, nếu có đậu bắp em mua luôn, em khỏi phải gieo. Cà chua quá trời, lẽ mua chậu cà chua về trồng chứ. Mình nhà này có đâu có ai thích ăn cà chua đâu. Lát 10 đồng như đây mọi người, được căng chục, một chục bó. Dâu đây đến, con muốn muốn mua về trồng không? Strawberry nè, nó có trái rồi nè, nè, 19 đồng một chậu. Người ta ươn lên cho mình lên mầm, ta bán 5 đồng. Salad có dưa hấu luôn. Ủa, đậu bắp có luôn. Như đây 4 đồng 3 cây, còn một đống cây luôn. Ô vậy em đi bỏ kia lại, ươn chia lũi nó không lên nữa. Ở đây có hai cái quầy tự tính mà giờ sao bên đây thì có nhân viên tính mà sao giờ lóc hai cái tự tính là phải đứng xếp hàng. Phía trước cổng cũng quá trời bông dành cho mùa hè luôn. Mua nhân viên sẽ cho mình mấy cái bọc ni lông đây nè mọi người, để mình lót cho mà xe cho nó đừng có dơ. Mình mua phân bón với cây á. Em mua cao quá bỏ vô chiếc Tesla không vừa để nhét vô bên trong mày luôn. Anh này chiều chiều ra sau hè nướng thịt nè, anh đi câu cá anh đây, anh câu cá nướng barbecue hết sảy đây hả. Wow, năm nay em trúng mùa chanh, mai mốt vô mùa chanh mọi người mua ủng hộ em nha. Chanh giấy á nha, chanh giấy ruột vàng. Còn cây mít của em nè, cái gì mà nó đậu
nó đậu trái nó rụng quá trời luôn, trái và nằm sát đất luôn, không biết nó có đậu có được trái nào không mà sao ra trái quá trời. Trời ơi, xoài nó ra quá trời bông, bông luôn chồng. Mà thấy cái này nè, nhánh này không còn trái nào hết trơn, nó không đậu nè, đầy nghẹt bông xoài luôn. Có cái lò lý tưởng không, mùa đông mùa lông ra ngồi ấy xung quanh nè, nướng bắp nướng đồ hết sảy luôn. Bởi hàng nhiên trồng đâu có cho khúc này, đâu có cho trồng cây đâu, cho trồng khúc trong không mà. Làm nhà không được có nhiêu cây hết trơn. Chiều chiều ra sau hè nướng sườn ăn cơm chiều. Ôi hai con chim nó Cây ăn. ở nó đâu? Không thấy cây nữa. Trời ơi em đi tưới cây có một chút dao cho ông táo. Lửa dưới nó mạnh quá, nó khét thịt rồi. Nướng từ tối, từ sáng cho tới tối luôn. Rồi sẵn lửa bây giờ nấu mỡ hành tép mỡ. Vậy là đủ than luôn, nấu mỡ thì tan ra là đủ luôn rồi. Sao hè chỗ lý tưởng à, mai mốt vài tháng nữa ở đây có nhãn có trái, xoài có trái, rồi có chanh nữa, có rau sống rồi luôn. Ra đây chiêu chiêu buổi chiều tối. Bỏ hành vô mau chín lắm. Nhà mình đóng hành lá luôn. Nóng,
Dẫn chưa? Oh, awesome.